cho dù thoát đã trôi đời cứ ra sau lòng vẫn mong em tình vẫn trao em người ấy mãi mãi vẫn mãi trên người. Tình yêu đó anh xin dành hết cho em trong kiếp yêu em và mỗi mong em ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù thoát đã trôi đời cứ ra sau lòng vẫn mong em tình vẫn trao em người ấy mãi mãi vẫn mãi trên người. Tình yêu đó anh xin dành hết cho em ngàn kiếp sẽ vẫn nhớ đến cuộc tình ta. Xin chào các bạn. Trong tất cả các hệ thống karaoke thì chắc chắn có một số các thương hiệu mà chúng ta chỉ cần nhắc tới thôi là có thể biết là những cái thiết bị này rất là tốt rồi. Cụ thể thì trong bộ hệ thống karaoke combo ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sẽ bao gồm hai thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó là JBL và Crown. Và cái bộ combo đó chính là bộ KH87 bao gồm toàn bộ các thiết bị mà mình đang để ở đây. Vậy thì bộ này sẽ có những cái model nào và hiệu năng, hiệu suất cũng như là phần chất âm ra sao? Trong clip này Tú sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ nhé. Xin mời. Vâng, thưa các bạn, và ngay bên cạnh mình đây chính là bộ sản phẩm KH87 với tất cả các cái thiết bị đang có ở đây rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cặp loa, một đẩy, một vang, một mic và một cục subwoofer. Và các hệ thống này thì nó sẽ phù hợp cho các cái phòng có diện tích đâu đó khoảng từ 30 đến 40 m2 các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đôi nét về một số các cái thông tin về các cái sản phẩm trong bộ hệ thống này. Trước hết, to nhất đó là cặp loa. Đây là cặp loa JBL KPSI với mức công suất là 350W. Và lên đỉnh có thể lên tới 1400W các bạn nhé. Và chiếc loa này nó sẽ có một mức công suất là 350W với trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 97 dB. Và với mức công suất như vậy thì nó có thể là phủ một cái góc âm, đó là từ 70 x 100 độ, với góc phủ ngang và góc phủ dọc các bạn nhé. Và để có thể là đánh được cái cặp loa này ở cái mức công suất tốt nhất và cho ra chất âm hay nhất thì bên mình sẽ phối ghép đó là cục đẩy Crown với model KVS500 với mức công suất là 500W. Hiện tại thì Crown KVS500 thì sẽ sử dụng mạch Class AB, nó sẽ giúp cho cái việc mà đảm bảo về phần công suất cũng như là các phần linh kiện về tụ lọc nguồn và nhạc, sẽ giúp cho việc mà hỗ trợ cho âm thanh được tốt hơn và đầy đủ công suất khi mà chúng ta nghe qua chiếc loa KVS2. Ngay phía trên thì chúng ta sẽ có một mẫu sản phẩm vang số quốc dân, đó là KX180A. Thì đây là một bộ sản phẩm vang số có thể nói là rất là quen thuộc với người dùng Việt Nam ở thị trường Việt Nam rồi. Và những chiếc vang số như thế này nó sẽ giúp cho cái việc mà hệ thống sẽ được đảm bảo một cách an toàn khi sử dụng, cũng như là khả năng chống hú zip, cũng như là cấp vang chuyên nghiệp cho chúng ta có thể trình diễn và biểu diễn với những cái bài hát karaoke. Đó, thì đấy là những cái hiệu năng của vang KX180A. Ngay phía trên chúng ta sẽ có thêm một bộ micro không dây với model là VM300 bao gồm hai tai mic. Và bộ micro không dây này các bạn hoàn toàn có thể là tự tin sử dụng với cả một cái không gian rộng và đảm bảo cái việc sóng khi chúng ta sử dụng sẽ không bị rớt. Ngoài ra thì củ thu mic thì đem lại một cái chất tiếng rất là mộc mạc và chân thật. Thì bộ VM300 này là một sự kết hợp hoàn hảo trong bộ hệ thống của chúng ta. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu được để giúp cho việc karaoke trở nên hay hơn và có thể nói là đem lại cái việc mà trải nghiệm tốt hơn, thì bên HD Radio cũng sẽ cung cấp cho hệ thống KH87 đó là một cục subwoofer của model dòng State, model là A120P. Cục sub này thì nó sẽ giúp cho việc mà bổ sung âm trầm cho cặp loa của chúng ta. Và với cái mức công suất hiện tại, loa có thể đạt được là 250W và max đỉnh có thể lên tới 500W. Thì cục subwoofer này sẽ có thể là giúp cho cái việc mà âm bass sẽ dày dặn hơn, quánh ở cái giải sâu hơn và đảm bảo cho cái tuổi thọ của loa sẽ được bền lâu hơn khi mà đảm bảo cho cái phần giải âm thấp của chúng ta. Và vừa rồi thì các bạn đã được mình giới thiệu qua đôi nét về các cái thiết bị nằm trong bộ hệ thống combo KH87. Và hiện tại thì bộ hệ thống này đang có mức giá hãng khoảng trên 90 triệu đồng. Tuy nhiên với combo KH87 thì HD Radio đã trợ giá rất tốt cho bộ hệ thống này. Thì hiện tại bộ sản phẩm nó chỉ còn là 68.690.000 đồng, là chúng ta đã có thể sở hữu được toàn bộ tất cả các model nằm trong bộ sản phẩm KH87. Và 100% các sản phẩm này đều chính hãng và có giấy tờ COCQ đầy đủ các bạn nhé. Ngoài ra thì bên mình khi lắp đặt hệ thống này sẽ có các cái chương trình khuyến mãi kèm theo và tặng kèm cái bộ combo đó. Cụ thể thì bộ combo này sẽ được tặng kèm đó là một bộ pin sạc, các phần dây để kết nối loa, dây loa, giá treo và tất cả phần công lắp đặt cũng như là di chuyển trong khu vực nội thành bán kính 30 km.
Thậm chí các bạn ở tỉnh thì bên mình cũng có dịch vụ gia lắp tận tỉnh luôn các bạn nhé. Ngoài ra thì trong trường hợp nếu các bạn muốn sở hữu bộ hệ thống sản phẩm karaoke KH87 này thì hoàn toàn có thể chọn loại hình mua trả góp để có thể là tiếp cận bộ sản phẩm dễ hơn. Và các hình thức trả góp này thì cũng rất là nhanh chóng và thuận tiện. Các bạn có thể hoàn toàn gọi điện đến số hotline 1800 0042 hoặc điện thoại đến số của tôi 0961 223 678 để có thể được tư vấn về mẫu sản phẩm này miễn phí. Ngoài ra thì các sản phẩm này đều đang được demo tại 10 chi nhánh trên toàn quốc của HD Radio. Cho nên các bạn nếu có thời gian hãy bút chút thời gian để qua và thử bộ sản phẩm này nhé. Còn ở phần cuối clip mình sẽ xin phép là hát thử và chúng ta sẽ nghe thử một đoạn nhạc remix để xem là chất lượng bộ sản phẩm KH87 này sẽ tới đâu và có là phù hợp với cái mức giá là 68.690.000 hay đâu. Thì trong clip thử chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về bộ sản phẩm này nhé. Đưa cho ta bao nhiêu cây đắng ngỡ ngàng và không tin đoàn vỡ vang, ôi tình yêu lỡ làng. Người cho ta bao nhiêu say đắm mê đê mà sao hôm nay dáng em của trời mưa xa. Mộng bên nhau khi xưa em nói suốt đời, giờ đây sao đôi chúng ta phải lìa xa một chút. Để rồi hôm nay ta nghe xa xôi niềm nhớ thương. Người yêu ơi em có biết chăng ta suốt đời chờ em, dù em giờ xa vắng tình anh sẽ ở lại. Vì yêu dấu trong đời anh chỉ có mỗi em. Cho dù tháng năm trôi đời cứ ra sao, lòng vẫn mong em tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó anh xin dành hết cho em, cho kiếp yêu em và mỗi mong em ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù tháng năm trôi đời cứ ra sao, lòng vẫn mong em tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó anh xin dành hết cho em, ngàn kiếp sẽ vẫn nhớ đến cuộc tình ta. Như các bạn thấy thì hiện tại thì mình hát rất là sát loa, nhưng mà nó không thể xảy ra hiện tượng rú rít hay là vi vọng trên hệ thống của chúng ta. Mộng bên nhau khi xưa em nói suốt đời, giờ đây sao đôi chúng ta phải lìa xa buồn chung. Để rồi hôm nay ta nghe xa xôi niềm nhớ thương. Người yêu em có biết chăng ta suốt đời chờ em, dù em giờ xa vắng tình anh sẽ ở lại. Vì yêu dấu trọn đời anh chỉ có mỗi em. Cho dù tháng năm trôi đời cứ ra sao, lòng vẫn mong em tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó anh xin dành hết cho em, cho kiếp yêu em và mỗi mong em ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù tháng năm trôi đời cứ ra sao, lòng vẫn mong em tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Yêu đó anh sẽ dành hết cho em, ngàn kiếp sẽ vẫn nhớ đến cuộc tình ta. Hey, my goodness.
HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.